Thưa quý vị, lễ Giáng sinh năm nay đúng vào ngày Chủ nhật, thời tiết lại thuận lợi hơn mọi năm, tạo điều kiện cho người dân vui chơi, đón Giáng sinh và cùng cầu chúc cho nhau nhiều điều tốt đẹp. Bắt đầu từ 18 giờ, nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Kon Tum, người dân từ khắp nơi đổ về đi lễ, đi chơi đông đúc. Đặc biệt là tại đường Nguyễn Huệ, nơi có nhà thờ Tân Hương, nhà thờ gỗ dòng người tấp nập hơn, làm cho không khí lễ Giáng sinh càng thêm náo nhiệt. Lễ Giáng sinh năm nay em cũng đi cả. Và tôi thấy là Giáng sinh năm nay thì thời tiết đỡ lạnh hơn một xí. Cho nên là khi mà mình đi Giáng sinh á, mình thấy thoải mái hơn và cũng đông vui hơn mọi năm. Em đi để chơi, để chụp hình thôi, để cảm nhận cái không khí Giáng sinh thôi. Với nhiều người, đêm Giáng sinh là dịp để cùng bạn bè và các thành viên trong gia đình quây quần, dành cho nhau thời gian nhiều hơn trong suốt cả năm làm việc vất vả, tặng cho nhau những món quà đầy ý nghĩa. Với bà con giáo dân, đây là ngày lễ trọng, cùng cầu nguyện, mong cho mọi người, mọi nhà an vui, kèm theo lời chúc mừng năm mới với bao tình cảm, ý nghĩa đặc biệt. Em cầu mong cho gia đình luôn mạnh khỏe ạ. Được nhiều hồng ân Thiên Chúa ạ. Chúc cho mọi người lễ Giáng sinh thật vui vẻ, an lành ạ. Noel năm nay rất là vui. Nó có không khí, nói chung là tuy là mùa đông nó hơi lạnh, chứ mà cái cảnh nó vui này lại ấm áp hơn mọi năm. Cũng cầu mong cho cái bản thân của mình này, mọi người này, cộng đồng, cái dân Chúa, cũng như hòa đồng. Cái cầu cũng cầu một cái năm mới nó cho nó hòa bình, nó thuận lợi, nó may mắn. Nói chung là nó đem lại cái nguồn bình an và hạnh phúc cho mọi người. Để tạo cho không khí đêm Giáng sinh thêm ấm cúng, để lại cho mỗi người kỷ niệm đáng nhớ, nhiều ý tưởng hay độc đáo từ các sản phẩm đầy màu sắc được bày bán dọc các tuyến đường, làm cho không gian đêm Giáng sinh trở nên rực rỡ, lung linh hơn. Trong lễ Noel năm nay thì nhóm của tụi em có bán là cơm nắm onigiri với lại các phụ kiện như cài của Noel và là cái mũ, cái thông Noel để hưởng ứng không khí Noel của năm nay. Thì em thấy là khi các bạn mà đi lễ hoặc là các anh chị đi lễ về thì đói bụng thì có thể là ghé qua tụi em ăn một cái cơm nắm nóng hổi và chất lượng và đầy đủ chất, với lại cài những thêm cái Noel, cái cài này thì hưởng ứng không khí Noel sẽ được nhộn nhịp hơn. Em bán cái này được một năm rồi chị. Không khí Noel năm nay em thấy cảm thấy là rất là đông hơn mọi năm. Dạ, cái này tụi em tạo ra để cầm cho nó vui, rồi có thể để bạn học, để mọi góc nhìn dễ thương, nhìn tinh thần của mình nó vui hơn. Với mỗi người, lễ Giáng sinh mang đầy ý nghĩa và nhiều niềm vui khác nhau. Dịp này, mọi người cùng dành cho nhau những lời chúc tốt lành, tạo niềm vui, phấn khởi, có thêm nhiều động lực vượt qua mọi khó khăn, đón chào năm mới bình an và thắng lợi mới.